người lớn nói rằng vợ chồng cãi nhau giống như là dao chém xuống nước. Nhưng với gia đình của mình, cuộc cãi nhau không hồi kết của ba mẹ bây giờ chỉ mới bắt đầu. Tại sao anh lại cho người ta mượn tiền mà không nói trước với em một tiếng nào hết vậy? Bạn anh đang nói cần tiền gấp nên anh mới không kịp hỏi. Anh không thể làm ngơ trước khó khăn của người khác. Anh còn dám nói với em bằng cái giọng đó hả? Chỉ vì tiền, cuối cùng cũng đều là vì tiền. Lần này so với lần trước có vẻ nghiêm trọng hơn rồi. Từ bây giờ tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của anh nữa. Được thôi, tưởng làm vậy tôi sẽ sợ sao? Không có đâu. Tốt lắm, nếu đã vậy thì từ giờ mỗi người hãy tự sống theo cách của mình đi. Hờ, vậy thì càng tốt. Ai cũng sẽ có tự do riêng, làm bất cứ việc gì cũng không bị quản lý. Cuộc chiến giữa ba và mẹ. Ơ, nè nè, bà xã đang làm cái gì vậy? Từ bây giờ, đường kẻ này chính là đường ranh giới của chúng ta. Anh tuyệt đối đừng có lấn qua, cũng đừng can thiệp gì đến cuộc sống của nhau nữa. Ờ, em định làm tới mức này luôn sao? Ờ, em trẻ con quá à. Còn nhà vệ sinh thì như thế nào? Chúng ta chỉ có một cái thôi. Thôi trời, cái đó ai mà biết chứ. Nó nằm trong phạm vi đất của tôi mà. Hay là anh bán phần đất của anh đi, rồi đem cho bạn bè mượn lấy lãi xây nhà vệ sinh cũng được. Ờ, em thật sự muốn chơi trò này chứ gì. Tốt thôi, vậy hai chúng ta sẽ chơi tới cùng. Tự dưng vì một chuyện đâu đâu mà cả nhà chúng ta lại bị chia ra như vậy đó. Chị Cha Tương, chúng ta có thể chạy qua chạy lại bất cứ lúc nào mà. Bây giờ nếu ai bước qua cây vạch này, người đó là kẻ phản bội. Nếu qua sai bên, các con sẽ không được trở về phía còn lại. Khi cãi nhau, người lớn còn ấu trĩ hơn con nít gấp chục lần. Chà, nếu đã vậy thì kể từ bây giờ nhà của chúng ta đã chính thức chia làm đôi. Đây là một chuyện rất tốt. Chắc lần này sẽ không dễ dàng kết thúc rồi. Wow, con đang đói bụng nè. Anh tính ăn hết số thịt bò đó luôn sao? Bếp là khu vực của tôi nên em đừng quan tâm gì hết. Con mời cả nhà ăn cơm. Mấy đứa cứ ăn nhiều nhiều vô. Tới cái ăn mà cũng nhỏ nhen như vậy. À, xin chào, xin hãy giao nhanh tới chỗ tôi hai mì tương đen cùng với thịt heo chua ngọt nữa nha. Mẹ ơi, mì tương đen này ngon quá đi. Nếu thích, con muốn ăn bao nhiêu cũng được. Em sướng quá. Chúng ta đang ăn thịt bò mà con. Thịt bò còn mắc hơn mì tương đen nhiều lắm đó. Anh làm cái gì vậy hả? Có đũa chén thôi mà cũng không nên thân. Gì chứ, bể có cái dĩa thôi mà làm thấy ghê. Ủa, mà nhà bếp là khu vực của tôi nha. Ai mượn em quan tâm tới đâu mà nói. Không phải quy tắc của chúng ta là không can thiệp vào chuyện của nhau hay sao? Sao vậy? Mấy đứa cảm thấy không vui khi ngủ với ba hay sao? Ồn như vậy làm sao mà ngủ được chứ? Chúng ta không thể chịu nổi đâu. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Khi ngày mới tới, chúng tôi dần dần bước vào biển lửa. Không đi qua cổng chính thì làm sao mà tụi con đi học được. Cô ơi kìa, mọi người tính ra ngoài sao? Nhưng phải làm sao bây giờ? Cổng chính là khu vực của tôi rồi. Dù sao thì quy tắc vẫn là quy tắc, nên tôi không còn cách nào khác hết. Mẹ à. Được thôi, tôi sẽ tự có cách giải quyết riêng của mình.
Nè mấy đứa, chúng ta đi thôi. Shadow ơi, sao không đi cửa chính mà phải leo từ ra ngoài vậy? À, mình đang tập thể dục. Khỏe quá. Bạn thích tập thể dục tới vậy luôn sao? Ấy không ổn rồi, chị phải đi vệ sinh liền mới được. Chị ơi, em cũng đi vệ sinh nữa. Nè, Barbie, cho mấy chị dùng nhà vệ sinh với. Không được, mấy chị không thể bước qua cái vạch này. Mình là chị em với nhau nên bỏ qua một lần đi. Mẹ đã nói là tuyệt đối không được mà. Mẹ ba, rồi, biết rồi, chị biết rồi mà. Quy tắc là quy tắc chứ gì. Nhưng chị ơi, em gấp lắm rồi. Barbie của mẹ chơi vui quá ta. Con đang làm cái gì vậy? Dạ, con đang làm món sushi mà con muốn ăn đó mẹ. Không thể sử dụng nhà bếp. Vậy hôm nay gọi món gì ăn đây? À, Barbie nè, chúng ta ăn pizza nha. Con thích pizza, cực kỳ thích luôn. Con thích tới như vậy sao? Nhưng nó cũng không so được với cơm nhà nấu. Cứ tiếp tục như vậy thì tháng này mình phải chi bao nhiêu tiền ăn đây? Khổ quá. Bộ mì tương đen với pizza ngon lắm hả? Chị cũng thích ăn pizza lắm luôn. Ngày nào cũng ăn đồ bên ngoài em ngán quá à. Em muốn được ăn cơm nhà nấu như hai chị à. Nhưng ăn nhiều quá cũng không tốt chút nào. Chị không thể dùng nhà vệ sinh nên chị cũng không muốn ăn nữa. Em quyết định từ ngày mai sẽ qua bên mẹ. Nhà vệ sinh thì không được xài, mỗi ngày còn phải lê thang mệt muốn xỉu luôn à. Em nỡ lòng nào bỏ chị một mình hả? Ủa tối ba ngày lớn tới nỗi chị không ngủ được em cũng biết mà. Em sẽ qua ở với chị Trang đâu à. Nếu em làm như vậy, mẹ sẽ không để yên cho em đâu, tuyệt đối không được. Vậy chúng ta phải làm sao mới được? Chị tưởng các cặp vợ chồng sẽ không giận nhau lâu, nhưng mà ba mẹ của chúng ta thì ngoại lệ. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Mấy cái đứa này đang suy tính cái gì vậy ta? Nếu mình không tính toán lại, nói không chừng mấy đứa nhỏ sẽ bỏ qua bên đó hết luôn quá. Mấy người sống bên đó hãy nghe cho rõ đây. Mấy người cũng biết bên phía chúng tôi có nhà bếp, nên có thể nấu bất cứ món gì. Nếu như mấy người muốn thoát khỏi cơn đói, vậy thì hãy mau qua bên này đi. Đã tới mức lấy thức ăn ra dụ dỗ rồi sao? Barbie à, con đừng có thèm quan tâm nha. Bên đó nhìn tốt vậy thôi chứ tuyệt đối không giống như ai kia đã nói đâu. Nếu đã ăn vào rồi thì bắt buộc phải đi vệ sinh, con hiểu không? Nhưng nhà vệ sinh chỉ có ở khu vực của chúng ta thôi. Nhà vệ sinh sao? Ba sẽ giải quyết chuyện đó cho. Chỉ một cái nhà vệ sinh thôi, dễ như trở bàn tay. Bây giờ mấy đứa hãy nhìn ba ra tay đây. Anh lại tính bày trò gì nữa vậy? Hãy nhìn đây. Bây giờ không còn lo lắng nữa, chúng ta có thể thoải mái xài nhà vệ sinh rồi. Cái đó có xài được không vậy? Sẽ có con ma xuất hiện đó ba. Con mà ngồi trên đó là sẽ rớt xuống luôn á ba ơi. Anh chỉ có thể làm được như vậy thôi sao? Cái gì vậy? Đó, hãy nhìn đi. Bây giờ thì chúng tôi cũng có thể nấu những món ăn mà chúng tôi thích rồi. Barbie ơi, hôm nay mẹ sẽ nấu món canh đậu tương mà con thích ăn nhất nha. Nhưng bất tiện như vậy thì cũng không duy trì được bao lâu đâu nha.
thì nhà vệ sinh đó cũng đâu có kéo dài được bao lâu đâu chứ. Cái gì? Em đang coi thường nhà vệ sinh mà tôi làm ra hả? Vậy chứ ai là người coi thường cái bếp lò mà tôi đã xây lên hả? Ê, cái người này thật là cho người ta nói sao lại có thể nói tôi như vậy chứ? Ở đâu ra cái thói tự cao? Em có biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết với nó hay không hả? Ông trời ơi, xin hãy cứu chúng con khỏi cơn khủng hoảng này. Hãy giúp ba chị em chúng con có thể thoải mái cùng nhau ăn một bữa cơm đi có được không? Ai là người đã bắt đầu trước hả? Nhìn vạch ranh giới kìa. Đã biến mất rồi. Câu nói như dao chém xuống nước đúng là thật rồi. Vạch ranh giới đã bị xóa, hai vợ chồng cãi nhau cũng tự nhiên mà kết thúc. Mỏi tay quá đi. Tại sao tụi con phải ngồi lao chứ? Cái này là do mẹ tự vẽ ra mà. Muốn ăn cơm thì đừng có lèm bèm nữa, mau lao cho xong đi. Bữa cơm hôm nay chỉ có kim chi thôi sao? Con không có chị ăn kim chi đâu mẹ ơi. Mẹ xin lỗi, ba với mẹ đã chi quá nhiều cho tiền ăn rồi. Nếu không tiết kiệm một thời gian thì từ giờ tới tháng sau chúng ta sẽ phải ăn như vậy đó. Tụi con đang trong tuổi phát triển mà thức ăn chỉ có như vậy thì ít quá rồi. Biết vậy lúc đó mình đừng có cầu nguyện để làm gì. Cứ để yên cho ba mẹ cãi nhau cũng được. Mẹ ơi, ba ơi, từ nay về sau ba mẹ đi chỗ khác mà cãi nhau đi. Nè, cậu có biết muốn cưỡi ngựa thì phải làm sao không? Thôi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Như vậy nè. Chú Bắc Chi giông mắc cười quá trời. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Nè, trời Mimi, em nhỏ tiếng một chút đi. Em nhớ hôm bữa chị xem tập này rồi mà. Bộ em không thấy là chị đang học cách để trở thành một danh hài hay sao? Vậy sao chị không chịu khó học đi? Mimi à, có chuyện gì vậy? Hình như con mới đi tìm mẹ hả? Mẹ ơi, con giành được giải nhất trong cuộc thi viết ở trường đó. Cái gì? Để mẹ coi. Giấy chứng nhận giải nhất cuộc thi viết trôi Mimi. Con là mẹ tự hào quá đi. Mẹ ơi, vậy là con sẽ được thưởng món quà mà hôm bữa mẹ nói có đúng không? Hôm bữa mẹ hứa thưởng con cái gì? Con búp bê đó. Thiệt không? Mẹ đã hứa vậy hả? Mà cũng sắp tới sinh nhật của con rồi, đến lúc đó mẹ mua luôn nha. Mẹ ơi. Đổi lại mẹ sẽ làm món gì đó thiệt ngon cho con ha. Vậy ngày hôm nay mẹ làm món bò nướng đi. Con đừng có mà đòi hỏi. Tắt tivi rồi làm bài tập nhanh lên. Con biết rồi, coi xong cái này con làm liền. Nếu như con không làm bài tập, vậy thì hãy mau đi đâm tỏi cho mẹ. Trời cha đu, con làm đàng hoàng chút coi. Mẹ không công bằng, con có phải là lọ lem đâu chứ. Anh về rồi đây. Bà xã nè, anh có một tin rất vui. Tin vui gì vậy anh? Hôm nay Barbie nhà mình đã chiến thắng tại cuộc thi ai có nụ cười đẹp nhất cho trẻ mẫu giáo. Ôi trời ơi, mẹ biết Barbie thừa hưởng nụ cười tuyệt vời của mẹ mà, cho nên con mới giành chiến thắng. Mẹ thực sự rất tự hào về con. Mẹ ơi, bây giờ con có thể xem TV được không mẹ? Không được. Được thôi, vậy thì con sẽ đâm tỏi cho tới khi con già luôn. Mình muốn trở thành một danh hài. Giờ mẹ lại muốn mình đi mua giá. Tại sao lúc nào cũng là mình? Qua, đó là chú Bắc Chi Yon mà. Dạ con chào chú. Đó không phải là nhà của Chô Yon sao? Các bạn ấy đang làm gì ở đó vậy chứ? Chú Chi Yon ơi, chú có thể diễn kịch cho con xem được không? Chú hãy đồng ý đi mà. À, cái gì? Đó là chú Bắc Chi Yon mà. Chú Bắc Chi Yon ơi. Chào cha Du. Trời ơi, chú ấy thật tuyệt vời. Hình
như chú ấy là chú của Chô Dân đó. Dạ chú ơi, chú có thể biểu diễn cho các bạn con xem không? Tại đó, chỉ một lần thôi mà chú ơi. Nếu các con đã yêu cầu thì được thôi, chú sẽ làm một lần cho xem nha. Xin chào, xin chào, xin chào. Tôi không phải là Park Ji Yong sao? Tuyệt vời quá. Ước gì mình có thể trở thành một danh hài giỏi như chú ấy. Mình sẽ cố gắng để trở thành một danh hài giỏi giống như là chú Park Ji Yong vậy. Được rồi, bắt đầu từ ngày mai mình sẽ lập tức thực hiện quyết tâm của mình. Chanu à, sao giờ này còn chưa ngủ nữa hả? Dạ, con đang ngủ nè. Bạn cũng xem chương trình đó hả? Đúng vậy, chương trình này hay mà. Công nhận luôn á, em ấy nhìn rất đáng yêu. Bây giờ mình bắt đầu luôn được không? Các bạn ơi, hãy chú ý lên đây. Mình sẽ đố các bạn một câu đố vui và các bạn phải trả lời được. Bạn ấy tính làm cái gì vậy? Này Chadu, thay vì đố vui, mình nghĩ bạn hát sẽ hay hơn. Lần tới mình sẽ hát, còn lần này chỉ có đố thôi. Cũng được, vậy thì bạn đố mau đi. Được rồi, nghe kỹ đây. Người ta gọi nhà cụ của Cinderella là gì? Nhà cụ Cinderella hả? Rốt cuộc bạn ấy đang hỏi gì vậy? Mình cũng không biết nữa. Câu trả lời là gì nhỉ? Câu trả lời là Mozzarella. Các bạn hiểu không? Cha đùa, câu hỏi của bạn giống như những câu đố nhàm chán của người già. Câu đố của người già. Vậy bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy hài kịch thật sự. Đôn đôn ạ, bạn hãy kéo hết sức nha. Bạn có chắc là làm được không nhỉ? Cha đu à, nhìn nó nguy hiểm quá. Bạn không cần phải lo đâu. Kéo mạnh một chút đi. Rồi mình kéo ra nha. Cha đu à. Cha đu à, bạn có sao không? Tất nhiên là không sao rồi. Đây chính là sự hy sinh nhỏ để trở thành một danh hài nổi tiếng. Vấn đề là mình không thể tự học để trở thành danh hài được. Vì như vậy sẽ không bao giờ giỏi. Mình cũng nghĩ như vậy. Cha đu nè, sao bạn không thử tìm một danh hài thực thụ và học hỏi từ người đó xem như thế nào? Một danh hài thực thụ hả? Là ai chứ? Chú của Chô Dân là danh hài đó. À, đúng rồi ha, là chú Park Ji Yong. Mình sẽ bái sư. Chắc chắn mình có thể học được những điều tốt nhất từ chú ấy. Anh vào trước đi, tôi đi đậu xe. Tôi biết rồi. Khoan đã chú ơi. Hả? Dạ con chào chú Park Ji Yong. À, con muốn chụp hình hả? Nhưng bây giờ chú sắp có một cuộc họp quan trọng nên phải nhanh lên nha. Dạ không phải đâu chú ơi. Sư phụ ơi, xin chú hãy dạy con trở thành một danh hài thực thụ. Con xin chú, con cầu xin mẹ. Xin lỗi con, nhưng hiện tại chú rất bận, chú xin lỗi à. Sư phụ ơi, xin hãy đưa con đi cùng với. Trời ơi, mệt quá trời. Sao cái này nặng dữ vậy? Đói bụng quá. Himin nè, trưa nay cô có muốn ăn súp gà không? Dạ, nghe có vẻ hấp dẫn đó, tiền bối. Chuyển phát bưu kiện đây. Hả? Sao bưu kiện lại gửi tới đây? Dạ, xin hãy đưa vào đi. Anh Park Ji Yong, anh có một bưu kiện đây. Gửi cho tôi sao? Con chào sư phụ. Sư phụ ơi, xin hãy nhận con làm học trò của người đi mà. Nhưng mà chú không nhận học trò. Chờ chút, tôi vào nhà vệ sinh đây. Có tiếng động gì vậy? Sư phụ ơi. Sư phụ cẩn thận, sư phụ không sao chứ? Chú Park Ji Yong ơi. Cô bé đang nói Park Ji Yong nào vậy? Có phải ý cô bé là danh hài Park Ji Yong hay không? Chú Park Ji Yong ơi, xin hãy nhận con làm học trò đây. Chú Park Ji Yong ơi,
cái đầu của tôi. Mà hôm nay chúng ta sẽ họp về vấn đề gì vậy? Anh có nhớ chương trình cặp đôi hoàn hảo không? Chúng ta thảo luận và quyết định cho chủ đề mới đó tiền bối. Cho hỏi là ai vậy? Tôi ở bên đội bảo vệ. Trong bãi xe của chúng ta có một bé gái. Cô bé đó đang đòi gặp cho bằng được anh Bắc Chi Dông đó. Xin chú, ai vậy con trở thành một danh hài đây. Con cầu xin chú đó. Ước mơ của con là có thể trở thành một danh hài giống như chú vậy. Con thật sự muốn trở thành một danh hài sao? Dạ đúng như vậy. Từ nhỏ chú cũng từng ước mơ sẽ trở thành một danh hài. Chú ơi, xin hãy giúp con. Thôi được rồi, chú sẽ đặt cách nhận con làm học trò. Con cảm ơn chú nhiều lắm, chú Bắc Chi Dông. Yếu tố quan trọng nhất để trở thành một danh hài giỏi là sự hài hước quen thuộc. Nên là mỗi danh hài cần phải có một câu nói chủ đạo thật là hay. Có phải giống câu mà chú hay nói không? Con không phải là Chi Dông sao? Đúng rồi đó. Vậy nên con hãy suy nghĩ cho bản thân một câu nói chủ đạo của riêng mình. Con sẽ ghi nhớ thật kỹ điều này. Rồi, mẹ mời cả nhà ăn cơm. Dạ, con mời ba mẹ ăn cơm đu. Ủa, cha đu, con mới nói cái gì mà lạ quá vậy? Dạ, đó là câu nói chủ đạo của con đó, đu. Mời cả nhà ăn cơm, đu. Con bé này thiệt là, dẹp mấy cái trò nhảm nhí đó đi. Wow, món sốt đu ngon ghê, đu. Wow, món cá đu còn ngon hơn, đu. Kim chi đu mới là món ngon nhất luôn, đu. Mimi ơi, em lấy giùm chị một ly nước nha, đu. Con có chịu im đi không hả? Con không nói nữa, đu. Đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt đâu con. Có chuyện gì vậy ta? Đạo cụ rất quan trọng đối với một danh hài. Chà, mẹ ơi, tiếng đang bay đến từ phía trên kia kìa. Để mình thử coi. Bé ơi, đừng khóc nữa. Để chị cho em coi một thứ rất là vui nha. Con sẽ cho em coi cái gì? Dạ cô chờ đi, con nhất định sẽ làm cho em nín khóc ngay lập tức. Em bé ơi, chờ chị một chút nha. Xong rồi. Chào bé cưng. Con còn dọa cho em khóc nhiều hơn thì có. Con yêu à, con yêu, nín đi con, nín đi. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Chị ấy dọa cho con sợ đúng không nè? Xong rồi, chị ấy đi rồi, đừng khóc nữa. Gặp lại sau nha. Sư phụ ơi. Cha đu hả con? Sao vậy? Có chuyện gì à? Con đã làm tất cả những gì mà chú dạy nhưng con vẫn thất bại. Tại sao con không thể hài hước được đi chứ? Xin chú hãy chỉ cho con với, cho con không thể thành danh hài giống chú. Con bình tĩnh đã. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử cách khác. Con có thể lên tivi biểu diễn chung với chú, con thấy sao? Con lên tivi hả? Sắp có một chương trình mới, nó sẽ được lên sóng trong tháng này, có tên là Cặp đôi hoàn hảo. Trong chương trình này, một danh hài và một khán giả sẽ kết hợp thành một cặp đôi để biểu diễn. Vậy là con sẽ lên được tivi sao? Chú có nghĩ là con sẽ làm được không? Con không tự tin lắm. Cha đu à, con không muốn trở thành danh hài sao? Dạ có. Vậy thì đây là cơ hội để con trở thành một danh hài giống như chú. Lên chương trình hài trên tivi sao? Được thôi đu, con nhất định sẽ không làm chú thất vọng đâu đu. Phải vậy chứ. Mẹ ơi, mau ra đây đi. Chương trình này có vẻ hay lắm. Chương trình mới cặp đôi hoàn hảo nè. Rồi rồi, mẹ ra liền. Mẹ nghe người ta nói chương trình này hay lắm nè. Tiếp theo sẽ là phần biểu diễn có tên gọi là món ăn vặt kỳ lạ của danh hài Bắc Chi Dông. Người biểu diễn cùng anh ấy chính là thí sinh trẻ tuổi nhất chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem nha. Xin chào quý khách. Chào mừng quý khách đã tới tiệm thức ăn nhanh của Choi Cha Du. Cha Du kìa. Xin quý khách hãy ngồi vào chỗ này, xin mời. Làm sao mà Cha Du có thể lên tivi được vậy? Cha Du của ba. Chị Cha Du lên tivi luôn kìa. Cho chú hỏi, món mắc nhất và ngon nhất trong thực đơn ở đây là gì vậy? Dạ, món ngon nhất chính là bánh
kẹo cay đặc biệt 100 đô la. 100 đô la? Anh yêu ơi, món đó mắc quá à. Đúng, đúng vậy, món này hình như hơi mắc. Chú sợ tốn không dám mua chứ vậy. Thôi được rồi, cho chú một phần bánh gạo cay đặc biệt. Dạ, có ngày thường quý khách. Xin mời. Khoan đã. Ôi, dĩa bánh gạo này mà có giá trị tới 100 đô la hả? Có phải con đã nhầm lẫn gì đó rồi hay không? Chú không nên keo kiệt như vậy đâu. Bạn gái của chú đang nhìn chú chằm chằm kìa. Keo gì chứ, chắc bánh gạo này ngon lắm nên mới nhỏ và ít như vậy. Mặn quá, giống như chú vừa mới ăn nguyên một hũ muối vậy đó. Hả? Mặn quá sao? Con đã dành hết mọi tâm huyết để làm món này rồi đó. Con biết chú định làm gì rồi. Chú đang định lấy cớ để không trả tiền cho con, có đúng không? Sao con dám nói chú như vậy hả? Không tin con tự ăn thử đi. Xin lỗi, xin lỗi. Chú tưởng đó là miệng của con. Món này rất là ngon. Ghê lên là mặn quá. Mở cửa buôn bán thì phải làm ăn cho đàng hoàng biết chưa. Mình đi thôi em, đi ăn món khác. Dạ được, chúng ta mau đi đi. Khoan đã, chú vẫn phải trả tiền cho món này chứ. Cái gì vậy, đi chỗ khác chơi. Chú ơi, chú phải trả tiền rồi mới được đi. Con nghĩ sao mà đòi tiền hả? Đi chỗ khác chơi đi. Thưa quý vị, tiết mục món ăn vặt kỳ lạ đến đây là kết thúc. Bà rất tự hào về con gái của bà. Trời ơi, mẹ cũng tự hào về con quá đi. Cha Đu nhà chúng ta được lên tivi mà còn thắng giải thưởng nữa chứ. Mẹ thật sự rất tự hào về con. Chị ơi, chị dạy cho em diễn hài với nha. Nha chị. Em nữa, em nữa. Diễn hài hả? Không thành vấn đề. Tất cả mọi chuyện đều không thành vấn đề. Không phải, món bánh gạo đó rất cay hay sao? Ủa, chỉ là đạo cụ thôi mẹ ơi. Thì đúng rồi đó. Trong diễn hài, đạo cụ là thứ quan trọng nhất. Ủa, cuốn sách khoa học của mình đâu rồi? Cha Đu nè, có khi nào bạn để quên ở phòng thí nghiệm không? À, đúng rồi ha. Câu chuyện tình yêu. Ủa? Có bể cá kìa. Wow, nhìn chúng đẹp quá à. Giải phẫu sao? Mấy đứa nhanh lên đi. Chào em. Chào, chào anh. Anh là ai? Anh muốn hỏi là em đang làm gì ở đây vậy? Vậy em sẽ làm gì với chúng? Em không thể nào đứng yên mà nhìn mấy con cá dễ thương này bị giải phẫu được đâu. Em phải giúp chúng tới một chỗ khác, nếu không chúng sẽ chết mất. Mà nè, em tên gì vậy? Mà em đang học ở lớp nào? Hả? Em tên là Choi Cha Du, hiện đang học lớp 3. Rất vui được làm quen với em. Anh tên là Romy. Anh sẽ giúp em giải cứu những con cá này nên em đừng lo nha. Vì anh không thể để đôi tay nhỏ bé dễ thương này bị hôi mùi cá được. Choi Cha Du à, em thật là dễ thương. Cha Du ơi, nãy giờ có một người cứ đi hỏi thăm về bạn kia kìa. Bạn mau ra gặp người ấy đi, nhanh lên. Chào Cha Du, là anh đây nè. Em có muốn giữ chúng không? Thí nghiệm hôm qua không anh? Đúng vậy. Anh sẽ không giải phẫu chúng đâu. Anh còn đặt cho chúng những cái tên rất hay nữa. Chúng tên là Cha Đu. Ngày mai em có muốn đi cùng với anh mua thức ăn cho cá hay không Cha Đu? Có chuyện gì vậy? Một bạn
cần hỏi. Anh ấy chính là học sinh nổi tiếng nhất trường của chúng ta đó. Anh ấy đẹp trai nè, cao ráo nè, thông minh và còn rất giàu nữa. Lần đầu tiên mình biết anh ấy luôn đó. Bởi vì bạn lúc nào cũng chỉ quan tâm tới bóng đá thôi nên mới không biết. Anh ấy không cần mấy con cá đó nữa mới cho bạn, chứ có chuyện gì to tát đâu. Nhưng mà anh ấy rủ mình ngày mai cùng anh ấy đi mua thức ăn cho cá. Mình có nên đi không ta? Mình ghen tị với bạn quá à. Hai người hẹn gặp nhau ở đâu vậy? Thật đáng ghét. Anh ấy là mẫu người mình khó mà giới tới được. Chadu ơi, hãy thử bộ này đi. Bộ này nhìn có vẻ nữ tính quá Minji à. Nhưng mà mình rất là thích nó đó. Bạn thử cái này nữa nè. Mình nghĩ nó sẽ rất hợp với bạn đó. Đẹp quá à. Mỗi lần ăn thịt nướng xong môi của mình cũng giống y như vậy luôn đó. Chadu nè, bạn không thể để chảy nước dãi như vậy trước mặt Romy đâu. Chadu ơi. Anh ấy tới rồi. Dạ con xin phép đi đây. Hả? Cô bé đó là ai mà vào nhà mình vậy? Ồ, Chadu nè, chúng ta chơi thử cái này nha. Wow, em cũng muốn thử một lần đó. Ôi trời, em không thể điều khiển được sức mạnh của em nữa. Càng hiểu thêm về Chadu, anh càng thích em nhiều hơn. Dính miệng kìa. Để anh gọi thêm cho em 3 phần nữa nha. Em nghĩ là anh kêu thêm 5 phần nữa thì sẽ hay hơn đó. Em không sao chứ? Em không sao hết. Phải công nhận thời gian trôi qua nhanh quá. Anh muốn ở bên cạnh em lâu hơn một chút. Bây giờ đã trễ lắm rồi, mẹ của em sẽ tức giận cho con. Anh ước gì anh biết em sớm hơn cha đua à. Hôm nay chúng ta đã có khoảng thời gian thật là tuyệt vời. Hả? Đó là cha đu mà. Em cũng thiệt là, sao em ở nhà mà lại không ngăn cản cha đu chứ? Có chuyện gì mà anh nóng quá vậy? Anh vừa đi về đã thấy cha đu hẹn hò với con trai của bác Sunri ngay trước nhà mình. Cái gì? Anh đang nói giỡn hả? Ê, giỡn gì chứ, tên bác Sunri độc ác đó. Ông xã à, anh nói lần này chắc chắn anh sẽ được thăng chức mà. Là do bác Sunri, anh ta đã cướp dự án của anh rồi biến nó thành dự án của mình đi tranh công với sếp. Chính vì có dự án đó mà anh ta đã được thăng chức. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Nhưng mà ba ơi, đó không phải là lỗi của anh Romy mà. Anh Romy không hề làm chuyện gì sai hết. Đủ rồi, từ giờ con không được gặp bạn ấy nữa. Chị nghe lời của mẹ đi chị cha đâu à. Không thích, chị sẽ vẫn gặp anh ấy. Chắc gì sau này anh ấy sẽ cưới chị chứ. Thì chị cưới anh ấy là được thôi. Cái gì? Tụi con thật sự rất thích nhau. Chuyện này cũng có thể xảy ra mà. Dạ xin chào, có phải Chadu nghe máy không ạ? Chadu đang ở kế bên cô, nhưng hiện giờ không thể nghe điện thoại được. Anh Romy ơi. Là anh đây, Chadu à. Chị ơi, nếu như chị cứ như vậy, ba mẹ sẽ tức giận đó. Em đang làm gì vậy hả Mimi? Mẹ đã hứa sẽ tăng tiền tiêu dặt. Nếu em có thể thành công làm cho chị không gặp anh ấy nữa. Tại sao anh Romy lại phải là con trai của ông Park vậy không biết nữa. Chadu ơi.
Hôm nay anh chạy tới tận đây là gì? Anh có một chuyện muốn báo cho em biết đó. Chadu à, em nhìn nè, anh nhận được giải nhất trong cuộc thi sáng chế. Anh thật giỏi quá. Cũng nhờ có em mà anh đã chăm chỉ hơn. Anh còn viết một bài thơ dành riêng cho em nữa nè. Em có muốn nghe thử không? Dạ có, em sẵn sàng nghe rồi đây. Romy chỉ là chú cá tung tăng, Chadu là nước giúp cá kia được thỏa thích vẫy vùng. Nếu một ngày nước không còn nữa, cá kia không thở được, trái tim sẽ chôn cùng nước luôn. Anh Romy ơi, Chadu ơi, các con đang đóng phim hả? Mẹ ơi mẹ, xin mẹ đừng ngăn cản tụi con nữa mà. Con đừng có mơ nữa. Mẹ bỏ con ra đây. Anh Romy ơi, Chadu ơi, anh không sao đâu mà. Mình nói nghe nè Minchi, mình đã suy nghĩ chuyện này rất là lâu rồi. Hãy đưa cái này cho anh Romy giùm mình được không? Chadu à, đã trễ hơn một tiếng rồi. Chadu ơi, em đã tới rồi. Em tới đây là để nói với anh một chuyện. Chadu à, anh Romy, cái nhẫn đó em có thích nó không? Chadu, chúng ta hãy mãi mãi bên nhau nha. Anh Romy, anh thật sự. Nhưng mà em không muốn đâu. Sao vậy Chadu? Chadu ơi. Minchi hả? Có một chuyện này mình nghĩ bạn cần phải biết. Có chuyện gì vậy hả Minchi? Anh Romy thắng giải thưởng ở cuộc thi sáng chế là do anh ấy đã ăn cắp. Sáng chế đó là bài thi của một thí sinh khác đó Chadu. Mình nghe được chuyện này khi đến đưa thư cho anh ấy đó. Hả? Bạn nói cái gì chứ? Tại sao anh có thể làm một chuyện như vậy hả? Chadu à, anh chỉ muốn làm em vui thôi mà. Em đã thực sự hy vọng đó không phải là sự thật. Chadu à, xin hãy nghe anh giải thích đi mà. Em rất thất vọng về anh. Nhưng mà tình cảm của em dành cho anh lại là thật. Anh Romy à, bạn ấy trả lại cho anh cái này nè. Vậy sao? Cảm ơn em nha Minchi. Thời gian qua bạn ấy đã chăm sóc chúng rất là tốt. Sẽ có một ngày anh sẽ đến bên em một lần nữa. Chadu à, kế hoạch của Chadu. Mẹ ơi, con về rồi đây. Bà Bi đang ngủ, con nói nhỏ chút có được không? Chadu. Cái gì á? Mẹ đã nói là con phải rót ra ly rồi mới được uống kia mà. Con quên mất, nhưng mẹ đâu cần mạnh tay gì đâu. Có ai ở nhà không? Chào anh tới có việc gì hay không? Cái này là của Chadu phải không? Dạ. Hồi nãy con bé chơi bóng chày với các bạn, nó đánh bóng qua làm bể cửa sổ nhà tôi nữa rồi.
anh cho tôi xin lỗi. Ồ, mình gặp rắc rối lớn rồi. Con mau ra đây cho mẹ. Mẹ ơi, con không có ý làm như vậy đâu. Cây đập đùi ở đây đâu mất tiêu rồi. Con đã giấu kỹ rồi, mẹ sẽ không thể nào tìm được. Gàn quá ha, hôm nay con còn dám bày trò thách thức mẹ nữa hả? Nếu không lập tức mở cửa ra, con sẽ gặp phiền phức đó nghe chưa. Con sẽ không bao giờ mở cửa ra. Đã câu được một con cá lớn. Cho chùa nè, giống vậy hả? Con cá con đứa gì mà kỳ vậy? Hôm nay bạn mang theo cái gì để ăn trưa vậy? Mình có hamburger và khoai tây chiên. Tự nhiên mình có linh cảm không được tốt cho lắm. Chadu à, bạn làm sao vậy? Mình không có bữa trưa. Làm sao đây? Chắc hôm nay mẹ bạn bận quá nên quên á. Không phải đâu, mình chắc chắn là mẹ của mình cố ý. Sao mẹ lại có thể đối xử với mình như vậy chứ? Mẹ ơi, chị Shadow lại quên mang theo bữa trưa nữa rồi. Shadow à, mình chắc chắn là bác gái không cố ý làm vậy đâu. Shadow không ngoan nên không có bữa trưa. Bạn mới nói gì hả? Thì bạn luôn là đứa gây ra mọi rắc rối mà, không phải sao? Nhưng những lần đó có phải do cha đưa cô ấy đâu. Cho nên mới nói đó là vấn đề của bạn ấy. Mặc dù bạn ấy không cố tình nhưng vẫn gây ra rắc rối. Bữa trưa của mình, mình còn chưa được ăn một miếng nào luôn à. Mình sẽ cho bạn thấy đứa trẻ không ngoan là như thế nào. Cha đưa à, vui lên đi. Nhìn mặt sợ quá à. Mọi người nè, mình nghĩ là mình không thể tiếp tục cuộc sống như vậy được nữa. Tuổi của tụi mình không thể làm gì khác hơn được đâu. Nhưng mà tại sao lúc nào mẹ của mình cũng muốn đánh mình chứ? Theo mình nghĩ đó là vì chúng ta. Mọi người đừng có nhìn mình, mình ngại lắm. Bị nhìn chằm chằm mình rất là xấu hổ. Mình không có nói được. Thôi khó quá, bỏ qua đi. Bây giờ mình phải làm sao để có thể đấu được với mẹ đây? Nghe cách của mình thử nha. Bạn cứ đem giấu hết roi mây hay thước cây của mẹ bạn đi. Vậy là bạn không biết về mẹ của mình rồi. Mẹ của mình cực kỳ lợi hại. Ở trong nhà rơi vào tay của mẹ mình đều có thể biến thành vũ khí được. Mình vừa nghĩ ra một ý tưởng này nè. Các bạn nghe thử coi có được không nha. Tất cả tập trung lại đây hết đi. Bạn nói cái gì? Các bạn nghĩ sao? Nhưng mà có chắc là ổn không vợ? Mình sực nhớ là chưa làm bài nên mình đi trước nha. Bạn nói gì? Trong lúc quan trọng như vậy mà dám bỏ chạy một mình nữa. Mình không có ý đó đâu. Nhưng nếu không làm bài tập thì mẹ mình sẽ đánh đòn mình đó. Các bạn là cái đồ nhát gan. Bạn nghĩ là bài tập của bạn quan trọng hơn việc giúp đỡ bạn bè đang gặp rắc rối hay sao hả? Được rồi, mình sẽ giúp mà. Bạn đã hứa rồi đó nha. Mọi người nghe đây, bắt đầu kế hoạch thôi. Mẹ ơi, con nghĩ Barbie đói lắm rồi đó. Chị của con vẫn còn chưa về nữa sao? Dạ chưa, chị vẫn chưa về nữa. Ôi trời ơi, nếu có con bé ở nhà giúp một tay thì đỡ biết mấy. Alo, alo tôi nghe. Đây có phải là nhà hàng Trung Hoa không vậy? Bạn ấy vô dụng quá đi, không giúp được gì hết. Giờ tới lượt Dandy đó, trông cậy hết vào bạn. Nè.
Hey hey hey, thấy sao cũng không tệ đúng không? Tôi đã bắt cóc Joy Chadu. Nếu muốn cứu cô bé thì 5 giờ chiều hãy tới trường học gặp mặt. Xin hỏi ai gọi đó? Hãy nói gì đi, kỳ cục quá. Minchi à, bạn thấy giống thật chưa? Giống lắm, y như bạn đang bị bắt cóc thiệt vậy. Sẽ thành công có đúng không? Nhưng mà các bạn có nghĩ chúng ta đã đi quá xa không? Vấn đề là sau việc này bác ấy sẽ nhận ra Chadu quý giá như thế nào? Có thật là Chadu không gặp rắc rối với mẹ nữa không? Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi như chúng ta dự tính, bác ấy sẽ để cho Chadu tự do làm những gì bạn ấy thích. À, mình hiểu rồi. Cảm ơn các bạn nha. Tất cả đều là nhờ có các bạn đó. Mình đoán là Chadu có thể thắng được mẹ trong trận chiến này đó. Vậy thì bây giờ tụi mình về nhà được rồi đúng không? Ừ, các bạn về đi. Chadu à, mình mong là bạn sẽ thành công. Cố lên. Cảm ơn bạn. Tạm biệt. Chuyon à, cảm ơn bạn nhiều nha. Không có gì, đây cũng chỉ là chút mưu kế nhỏ thôi mà. Mong là chuyện này sẽ thành công. Có lẽ bây giờ mẹ của mình đang... Chadu ơi, Chadu ơi, con đang ở đâu? Tình yêu cuối cùng ra bé mộng nha. Sao mà mẹ vẫn chưa tới nữa? Mình lại gây rắc rối rồi. Sao giờ này con còn chưa về nhà nữa con gái? Trời cha đu! Con đi đâu mà đến tận giờ mới chịu mò về nhà vậy? Hả? Mẹ đã nói là con phải về nhà sớm phụ mẹ có em rồi mà. Ơi, anh về rồi, Chadu ơi, ba về rồi nè. Hôn anh một cái đi bé yêu à. Em đã kêu anh phải về nhà sớm rồi mà. Tại sao đến bây giờ mới chịu về nhà hả? Đã vậy còn uống tới say mấy tỷ nữa chứ. Hên hên quá đi. Bực ba con quá đi. Không biết là hôm nay ba con lại lặn ngụp ở đâu nữa rồi. Lặn gì vậy mẹ? Hồ bơi hả? Ba đi hồ bơi á mẹ. Mẹ nói cho con biết đi. Mẹ ơi. Im lặng đi. Con biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không? Mau tắt tivi đi ngủ cho mẹ. Ba mới là người đi về trễ. Sao mẹ lại nổi giận với con? Còn hỏi nữa, hay là con muốn mẹ cho một trận thì mới hiểu tại sao mẹ nổi giận hả Chadu? Dạ thôi, con hiểu rồi. Tự nhiên chị chọc giận mẹ chị không biết nữa. Báo hại bây giờ em không xem tivi được nè. Minh Mi nè, chị rất vui vì em ở đây với chị á. Ơ, ý gì đây? Ý của chị là chị đang cần người để trốn giận. Đừng mà đi, đừng có ồn ào nữa. Nhột quá à, nhột. Đi đâu vậy hả? Không kịp trốn đâu. Trời, không
hồng mà nắng trong trong các cô ơi, ba về rồi nè. Anh nhỏ tiếng chút đi, hàng xóm thức dậy hết bây giờ. Ba về rồi. Ba gây rắc rối. Ôi trời ơi, con có chịu nổi không? Người của anh chỉ toàn là mùi rượu. Ba ơi. Trời ơi, các công chúa của bà, chắc là mấy đứa đang đợi bà về đúng không? Dạ. Yeah. Vậy bà phải thử cho các con rồi. Để bà coi có cái gì không bà. Đây đây nè, đi mua cái gì ngon ngon ăn nha. Con cảm ơn ba. Hai đứa thương ba như vậy, thử thêm cho con mực nè. Trời ơi, mấy đứa này thiệt là. Nhiệm vụ đã xong. Phần thân là của trời. Nó phải lợi chia đều chứ. Chia cho em nhé. Bà xã ơi, anh có chuyện muốn nói. Tắm xong rồi nói. Người của anh toàn là mùi rượu không hả? Bà xã, anh nghĩ làm rồi. Đây là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nhưng em đừng lo, anh vẫn còn trẻ mà. Lúc trước anh có nói với em rồi, chính sách của công ty không phù hợp với anh. Quan trọng là anh không tìm thấy được tương lai khi làm việc ở công ty. Anh sẽ cố gắng, em hãy tin anh nha. Bà xã ơi, anh nói là anh đã nghỉ làm rồi. Bà xã ơi, em làm sao vậy? Má sắp nhỏ ơi. Em đi đâu vậy? Đi nhà vệ sinh. Rồi không được ngủ ngon như vậy. Chị thật sự rất sảng khoái. Con nít con nôi mà nói chuyện cứ y như người lớn. Ba con vẫn chưa dậy nữa hả mẹ? Bộ hôm nay ba không đi làm sao? Đúng vậy, ba của con nói là không muốn đi làm nữa. Wow, ba đúng là sợ sớm thiệt. Mấy cái đứa này bao đi học đi trễ bây giờ đó. Chị muốn được nhanh chóng trở thành người lớn. Người lớn sung sướng lắm, có thể coi tivi tới tận khuya. Nếu không thích thì cũng không cần phải đi làm. Trời ơi cha Đu, có lúc em thấy chị còn ngây thơ hơn cả con nít. Chị tưởng lúc nào ngày lớn cũng được làm điều họ muốn hả? Chị ơi, em nói đúng mà sao chị đánh em? Đừng mà, đừng đánh nữa. Đừng lại nói nữa trời. Hôm nay ba vẫn không đi làm sao? Đúng vậy. Công ty của ba được nghỉ hả ba? Đúng vậy. Thật hả? Các công ty khác đều được nghỉ sao? Đúng vậy. Sao hai đứa còn chưa chịu đi học nữa? Mẹ nghe con hỏi mà muốn phát mệt luôn rồi đây nè. Ba của con bị thất nghiệp rồi, không có đi làm gì hết á. Cho nên khi điền mẫu khai lý lịch của gia đình, các con phải ghi ở chỗ việc làm của ba con là thất nghiệp. Đã hiểu chưa? Mẹ nói có thiệt không ba? Thật đó. Chị ơi, chị không sao chứ? Sau này chúng ta phải làm sao đây? Chị ơi, trường ở hướng này mà, chị đi đâu qua đó vậy? Nhanh lên! Các em, bây giờ chúng ta sẽ mở sách trang 78 nha. Mình thấy hôm nay bạn lạ lắm. Suốt cả buổi sáng mà bạn không nói tiếng nào hết. Bộ có chuyện gì hả? Bạn làm ơn đừng có hỏi mình nữa. Bây giờ mình đang rất là buồn luôn á. Tạm biệt nha, ngày mai gặp. Ngày mai gặp lại. Mẹ nói ngay cả khi ba đi làm thì nhà mình vẫn rất là khó khăn. Bây giờ thì sẽ ra sao chứ? Có lẽ là mình sẽ không được mặc áo mới và giày mới nữa. Xong rồi, áo của con đây nè cha Đu. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cái áo này đẹp quá đi. Chuyện quần áo không nói, còn chuyện ăn uống của cả nhà nữa chứ.
đồ ăn đây. Mọi người mau ăn đi. Đây là dưa cải muối mà. Mẹ thấy trong thùng rác nhà Minh Chi có rất nhiều, cho nên mẹ lấy về, các con có ăn thoải mái đi ha. Vào mùa đông thì thậm chí mình và Mimi còn phải nghỉ học nữa. Bạn sao vậy? Có chuyện gì nói mình nghe đi. Sao bạn lại đi theo mình vậy Minchi? Mình nói là muốn ở một mình rồi mà. Nhưng đây là đường duy nhất về nhà mình. Không đi đường này thì đi đường nào chứ? Ừ, nó cũng phải ha. À, đằng kia có phải là ba của bạn không? À. Ba làm gì ở đây vậy? Xấu hổ quá đi. À, bạn đang nói gì vậy? Giờ này ba của mình đang đi làm mà sao có thể xuất hiện ở đây được? Chị chắc có lẽ mình nhìn lầm. Minchi nè, hôm nay tụi mình đổi đường này đi đi ha, được không? Ờ, nhưng đường này đâu có về nhà mình được đâu. Không sao đâu, bạn cứ đi theo mình là về được mà. Trời đưa à, thật sự là bạn không có chuyện gì chứ? Hồi nãy sao mình lại làm vậy chứ? Rốt cuộc mình đã làm cái gì vậy nè? Dạ thưa mẹ, con về rồi. Con gái cưng của ba về rồi. Hôm nay ba có mua kem cho con đây nè. Đây là bánh kem cá. Ba nhớ cha đu của ba thích nhất là món này có đúng không? Nè con. Về thôi, bây giờ con không thích ăn nữa. Sao mình lại bỏ chạy chứ? Ý của mình đâu phải như vậy đâu. Đỡ nè. Chú đang ngồi đó là ai vậy ta? Là ba. Bạn bè đều đang ở đây, mình có nên giả bộ là không biết bao. Mà cũng thiệt là không biết bác bảo vệ đang làm cái gì nữa. Tại sao lại để cho một người say xỉn tự do vô trường như vậy? Ba làm gì ở đây vậy? Xấu hổ quá đi. Không sao đâu, bạn cứ đi theo mình là về được thôi. Đây là bánh kem cá. Ba nhớ là cha đu của ba thích nhất món này đúng không? Dạ thôi, bây giờ con không thích ăn. Các bạn không cần lo. Bây giờ mình sẽ đi kêu bác bảo vệ. Chắc chắn bác ấy sẽ biết cách xử lý. Ai vậy? Là mình đó. Bạn ăn nói cho cẩn thận đi. Người đàn ông đó chính là ba của mình. Chắc là đúng rồi. Cô ơi cô, người đó thật sự là ba của em. Có lẽ là ba em uống hơi nhiều rồi. Cô cho em xin nghỉ để đưa ba về được không cô? Tất nhiên là được. Cha Đu à, chắc là ba của em sẽ vui lắm đó. Dạ. Hồi lúc cô bằng tuổi của em bây giờ, cô rất xấu hổ vì mẹ cô bán hàng ở chợ, cho nên lúc nào cô cũng giả bộ là không quen biết ba mẹ. Bây giờ nghĩ lại chuyện đó, cô thấy mình có lỗi quá. Cô ơi, sao cô có thể làm như vậy được chứ? Là gì? Em nghĩ là cô nên đi gọi điện thoại cho ba mẹ liền đi. Đúng rồi đó. Xin lỗi con nha cha Đu. Ba chỉ muốn nhìn xem con gái ba ở trường như thế nào thôi. Ba thấy rất có lỗi vì từ lúc con đi học tới giờ ba chưa từng đến trường con lần nào, nhưng lại khiến con xấu hổ rồi. Con không hề thấy xấu hổ gì hết. Ba là ba của con mà. Cha Đu à. Ba ơi. Công chúa của ba, mình đi ăn bánh gạo cây nha. Cần có bánh rán và bánh hấp nữa. Tất nhiên rồi, còn có trứng, xúc xích và khoai lang nữa nè. Nghiên quen không? Ba là người tuyệt vời nhất trên đời. Wow, ngon quá đi. Lâu lắm rồi ba mới ăn lại món này á. Đang trong giờ học, con không ở trường mà ở nhà làm gì vậy hả cha Đu? Dạ tại vì con. Được rồi, chuyện đó để sau hẳn nói. Ông xã à, anh mau chuẩn bị đi làm đi. Sếp của anh mới gọi điện nói cho em biết đó. Cái gì, sếp của anh hả? Ba ơi, vậy là ba vẫn chưa nghĩ gì có đúng không? À đúng vậy. Wow, ba thiệt là tuyệt vời. Con ăn no rồi, bây giờ con quay lại trường để học tiếp đây. Anh nghĩ gì về tương lai của mình hả?
Anh thật sự muốn bỏ việc sao? Em nghe nói anh đã uống say rồi hành động vô lễ ngay trước mặt sếp, có đúng vậy không anh? Không phải đâu. Tại anh thấy ông ấy rất giống người bạn học chung lớp ngày xưa cho nên mới tới nói chuyện. Anh không có ý làm vậy mà. Ông xã, anh đi đâu vội vàng quá vậy? Nè các em, trời đã bắt đầu chuyển mùa rồi, đừng để bị cảm lạnh nha. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau, tạm biệt. Cảm ơn cô, hẹn gặp lại cô. Ừ, chào các em. Trên đường về nhớ cẩn thận có biết chưa? Chúng ta về nhà thôi Minh Chi. Trời chào đu. Em nhớ không được ăn vặt ở ngoài đường và phải đi thẳng về nhà nghe chưa? Dạ, em nhớ rồi. Làm người tốt thật khó lắm. Wow, khoai lang nướng nè. Minh Chi à, nhanh lên đi, sao chậm dữ vậy? Cô giáo đã dặn chúng ta không được ăn vặt rồi mà. Vì vậy mà bạn sẽ không ăn gì hết sao? Mình sẽ ăn một chút. Khoai của con đây, khoai còn nóng lắm, cẩn thận nha. Dạ con cảm ơn. Khoan để chú ơi, hãy chờ một chút. Coi thử coi. Đúng là củ này to hơn của bạn nè, cầm lấy đi. Mấy đứa bé đáng yêu này sẽ không bao giờ bị đói đâu. Trời ơi, nóng quá đi à. Khoai đừng nóng lắm đó, ăn từ từ thôi cho đu à. Khoai lang nướng là món mình thích nhất. Là bánh gạo cay kìa, đi thôi Minh Chi. Mình vẫn chưa ăn xong khoai lang nướng của mình mà. Qua ngon quá đi. Bánh gạo cay là món mình thích ăn nhất. Bạn vừa nói thích khoai lang nướng mà. Lỡ cô bán bánh gạo nghe được thì sao đây? Cô ơi cô. Cô nghe con. Tụi con hai người ăn 5 phần là 50 won phải không cô? Đúng rồi con. Trời ơi, chắc chắn đang 6 phần bánh cay mà. Con cảm ơn cô. Bánh cay thiệt là ngon. Không lẽ mình nhìn lầm hay sao? Nhưng chắc chắn cha đưa ra ăn 6 phần. Tại sao bạn ấy lại nói dối là chỉ ăn có 5 phần thôi? Bạn ấy có lầm hay không vậy chứ? Đúng rồi, chắc là bạn ấy đã tính nhầm. Cha đưa thậm chí không làm toán nhân đúng nữa mà. Mình suy nghĩ gì vậy? Đợi mình với. Nghi ngờ người bạn thân nhất của mình thật sự là điều không đúng. Mình xin lỗi cha đưa. Minh Chi à, thấy mình ăn phần thứ 6 này nhanh không? Hả? Thật vậy sao? Đơn đơn đã từng ăn 7 phần nhưng chỉ nói có 5 thôi. Dù sao thì cuộc sống phức tạp như vậy đó. Thử thách tiếp theo của mình là 8 phần. Chandu à, bạn nói sai khi đã lừa cô bán hàng. Cô ấy đã làm việc và bán hàng rất cực khổ để kiếm sống. Tiền nuôi sống gia đình của ấy có thể chính là một phần bánh gạo đó. Tiền nuôi sống gia đình của cô ấy sao? Mẹ xin lỗi các con, ai đó đã lừa mẹ về số bánh gạo họ đã ăn cho nên bây giờ mẹ không có tiền. Không thể nào đâu. Bạn đó là một việc thiệt hại rất lớn đến gia đình của cô ấy đó, biết chưa? Minh Chi à, mình thật sự sai rồi. Mình không có ý lừa cô ấy về phần bánh gạo đó đâu. Nhưng dù gì thì mình cũng đã làm sai rồi. Được rồi cho đưa à, nếu biết mình sai thì thật là tốt lắm. Minh Chi à, cảm ơn bạn nha Minh Chi à. Bạn bè không cần phải cảm ơn đâu. Về nhà cất cặp xong chúng ta chơi nhảy dây có được không? Vậy cũng được, bạn đã giúp mình nhận biết được điều sai trái. Bạn đúng là bạn tốt của mình Minh Chi à. Thưa mẹ, con mới đi học về. Trời, cha đu về rồi hả? Con về thật tốt quá, con hãy đi chợ với mẹ nha con. Dạ con không đi được đâu, vì con đã hứa với người bạn thân Minh Chi của con là sẽ cùng đi nhảy dây rồi. Thôi được, vậy lát nữa khi đi chợ mẹ sẽ mua cho con cái bánh đậu đỏ mà con thích nhất. Cha đu à. Ôi trời ơi, nhìn kìa, mấy trái ớt đó nhìn thật là ngon. Đúng vậy, chúng rất ngon. Tôi bán với giá 300 won. Cái gì? 200 won có được hay không? Ớt già nhìn không ngon chút nào hết. Hả? Cô vừa nói chúng ngon mà. Hãy bán cho tôi 200 won thôi có được hay không hả?
Nếu không bán tôi sẽ lấy bỏng cả tiền á. Ôi, vậy thôi cha Đu. Có cái cù đó lấy cái bớt của tôi kìa. Mẹ ơi, làm như vậy không phải là quá đáng sao? Tiền để nuôi sống gia đình của bà ấy có thể phụ thuộc vào những trái ớt mà bà ấy đã bán đó. Mẹ làm một việc gây thiệt hại rất lớn tới gia đình của bà ấy rồi. Ôi trời, làm ơn ngừng viết tiểu thuyết đi con gái. Tiểu thuyết sao? Đừng nói những điều vô nghĩa và đi theo mẹ mau lên. Mẹ ơi. Gì vậy Miên Chi à? Mình nghĩ khi nào vẫn còn sống chung với mẹ của mình thì thật khó để cho mình trở thành một người tốt. Nó cũng khó giống như là cho con lạc đà chui vô lỗ kim vậy. Cha Đu à, mẹ của mình cũng giống vậy. Nhưng mà... Chính vì vậy Miên Chi à, chơi với mình sẽ không tốt cho bạn đâu. Vì vậy bạn nên làm gì đó để trở thành một người tốt. Cha Đu à, bạn nên làm như vậy đi. Có thể mình sẽ trở thành một người xấu đó. Ôi trời ơi, anh ta đúng là một con người quá độc ác. Trước sau gì anh ta cũng sẽ bị quả báo thôi à. Mẹ ơi, hay bây giờ chúng ta đi chùa hay nhà thờ có được không? Sao đột nhiên con lại hỏi mẹ như vậy? Và chúng ta hãy tránh việc sai trái và trở thành một người tốt hơn có được không? Ôi trời, đừng nói linh tinh nữa. Dạ bà tìm ai? Nè bé gái, làm ơn mua giùm bà vài thanh kẹo đi. Dạ. Bà hãy nói với mẹ của con là mua giùm một thanh cũng được. Bà chưa bán được thanh nào. Dạ thưa bà, chắc là con không mua đâu. Nhất là mẹ của con. Ai ngoài đó vậy? Ôi trời ơi, bà cụ sắp bị lạnh cống rồi. Mẹ ơi, mẹ định làm gì cho bà cụ đáng thương đó vậy chứ? Đại bà hãy ăn từ từ thôi, rồi con sẽ mua hết số kẹo này cho bà mà. Cô thật tốt bụng quá, cảm ơn nhiều nghe. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình thật sự không hiểu được con người của mẹ mình. Ban ngày là ác quỷ, ban đêm lại là thiên thần. Dù sao thì ở trong người mình cũng có một phần nữa là thiên thần giống mẹ. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai mình sẽ trở thành một người tốt như là thiên thần vậy. Chị đã nói là từ ngày mai thì mới bắt đầu tốt hơn hả? Mình đã nói là sẽ cố gắng trở thành một người tốt. Nhưng thế giới này dường như đã rất đẹp rồi. Ôi trời ơi, nặng quá. Bà cụ đó chắc là đang cần mình tới giúp đỡ đây. Ôi trời đất ơi. Bà ơi bà, để con giúp cho bà nha. Cảm ơn cháu gái nhiều nghe. Cái này nặng thiệt. Nè, bà cần con mang lên trên này mà. Dạ con xin lỗi, con vội vàng đến không để ý thưa bà. Ôi trời ơi. Đậu của tôi. Trời đất ơi, là có gì vậy? Mau đi lượm đậu về đây cho bà đi. Dạ con lượm liền. Dạ đậu của bà đây. Nhưng mà con không thể lượm lại hết được. Con xin lỗi bà, con thật lòng chỉ muốn giúp đỡ cho bà thôi. Làm người tốt thiệt là khó quá đời. Nè em à, đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Hãy mau nói với chị đi, chị sẽ giúp em. Ở trên đó. Được rồi, bây giờ chị sẽ leo lên đó để lấy nó xuống cho em nha. Đứng đây đợi chị được không? Dạ. Một chút nữa thôi. Mình chụp được rồi. Tại sao lại như vậy? Thật sự là chị chỉ muốn giúp em thôi à. Nè con à, có chuyện gì vậy? Bông bông của mẹ. Sao con lại làm như vậy? Một học sinh tiểu học lại ăn hiếp một đứa bé như vậy đó hả? Dạ không phải đâu. Việc xảy ra không phải là như vậy đâu.
mình đã cố gắng hết sức rồi. Cố gắng là một người tốt. Mình đã cố gắng rất nhiều. Cuối cùng cũng lấy được rồi. Đừng lại. Con xin lỗi, con xin lỗi. Con chỉ muốn là một người tốt thôi mà. Nhưng hôm nay con lại tiếp tục gây rắc rối cho mọi người rồi. Con thật sự xin lỗi. Cuối cùng cũng bắt được nè cháu gái. Nhờ có con mà chú đã bắt được tên trộm đó. Dạ. Con đã làm một việc rất dũng cảm và đáng được tuyên dương. Hả? Là con sao? Cô bé à, con giỏi quá. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Dạ không có gì. Cô làm con mắc cỡ quá. Con đã làm rất tốt. Đúng vậy, cô xin cảm ơn con một lần nữa nha. Sao? Bởi vì bà ngoại bị bệnh mà con. Vậy tức là tụi con phải tự chăm sóc lẫn nhau hả mẹ? Có ba nhà nữa mà. Mình à, anh mà bỏ lơ bọn trẻ là anh chết chắc với em đó, anh có biết chưa? Anh hứa là sẽ chăm sóc tốt bọn trẻ, cho nên em cứ yên tâm lo chăm sóc cho mẹ đi nha. Trời ơi, em không biết là em có thể tin tưởng anh được hay không đây. Em về quê chăm sóc mẹ thì anh phải phụ em thôi. Có anh ở đây rồi, em đừng có lo lắng. Và nhớ tự chăm sóc mình đó nha. Nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Có vẻ anh đã trưởng thành hơn trước nhiều. Được rồi, có chuyện gì hãy gọi điện cho mẹ, có nhớ chưa? Ôi trời ơi. Mẹ ơi. Được rồi, mẹ đây nè con. Mẹ ơi. Thôi mẹ đi đây, hẹn gặp các con vào tuần sau. Nè em trai à, em làm tốt lắm. Thi mẹ trắng nha. Chị ơi, chị ơi, chúng ta có thể coi tivi tới bao lâu vậy? Coi tivi bao lâu hả? Coi cho tới khi nào chúng ta buồn ngủ. Đầu tiên sẽ tìm mấy món ăn vặt trong khi coi tivi. Nếu không có thì lấy tiền mẹ đã cho đi mua đồ ăn vặt. Yeah! Ba ơi, chúng ta hãy đi siêu thị thôi ba. Đã lâu lắm rồi mình không được uống một chầu thật thoải mái với bạn bè. Có vẻ chúng ta mua hơi nhiều rồi đó. Nhiều tới nỗi đem về vất vả luôn. Nhiều quá à. Đừng có hỏi nữa, mấy em hãy mau bỏ vào trong tủ lạnh đi. Nhưng mà tại sao lại bỏ vào tủ lạnh? Nếu như để cho đồ ăn lạnh thì ăn sẽ ngon hơn. Hãy mau bỏ hết đồ ăn vào trong tủ lạnh đi nào. Nhanh tay lên. Tủ lạnh. Như vậy chắc là được rồi đó. Khoan hô. Nè đi coi tivi thôi. Ê, anh đang nó đúng không? Không thể được được được. Không bao giờ gặp phải cái đó hết á. Đi mình hết trơn đúng rồi. Đúng là mắc cười thiệt đó. À, chị ơi, có chuyện rồi. Tới đây mau. Vậy vậy, chương trình đang hay mà. Nhanh lên, chị tới đây mau. Sao, có chuyện gì chứ? À, chị ơi, chị nhìn kìa. Bị đổ ra hết rồi. Làm sao bây giờ chị? Khi mẹ quay về mà biết nè, được bình tĩnh thì... đi. Chắc có lẽ là do cửa tủ lạnh bị mở ra thôi. Bây giờ nói thế nào cũng vô ích thôi. Hả? Chị có cách rồi. Gọi điện thoại cho ba về giúp đi. Sẽ không sao đâu mà, em đừng lo. Khang Ly. Khang Ly. Ôi trời. Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Vợ tôi đang đợi nên chắc tôi phải về thôi. Bộ anh không đi về hả? Dĩ nhiên là giờ tôi cũng phải đi chứ. Bây giờ cũng đã khá trễ rồi, anh nên đón taxi về nhà đi.
Ai nói là tôi về nhà? Chúng ta đến quán khác tôi sẽ đãi. Thôi mau lên, chúng ta đi thôi. Chờ chúng ta. Đau bụng quá rồi. Chị ơi, em thấy đói bụng quá. Thôi được rồi, tất cả chúng ta đều cảm thấy đói bụng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nấu cái gì đó để ăn. Tối qua chắc là ba về nhà trễ lắm đây. Ba đã đi làm và bỏ lại tủ lạnh như vậy nè. Hôi quá đi, chắc là bị hư hết rồi. Chờ chị một chút nha. Chúng ta vẫn có thể ăn kim chi được. Có một quả trứng nè. Được rồi, chúng ta làm thử nha. Em phải đổ đủ dầu để tráng đều hết cái chảo này. Bây giờ thì hãy đổ dầu vào trong đi. Đổ đủ dầu để tráng đều cái chảo. Chắc là tụi nhỏ đã ngủ ngon giấc rồi. Chúng ta không đến quán khác hay sao? Chắc là bây giờ tôi cần phải về nhà. Được các rồi, con tạm của biệt. Ba sẽ mua gà nướng về cho các con nha. Hãy chờ ba một chút nha. Như ở nhà không có ai hết trơn. Ôi trời, cái gì vậy? Trời ơi, nhà cửa gì mà bề bộn quá trời. Không biết có cái gì đáng giá không nữa. Nhà có người hay sao? Bọn chúng đang nhìn cái gì vậy trời? Chuyện gì vậy ta? Hú gà ra, 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 hú gà ra
Sao chúng tôi nữa đây? Cứu tôi với. Trời ơi, mẹ cha đua à. Tôi cứ nghĩ là đến tuần sau chị mới về. Thật là may mắn là mẹ của tôi đã đỡ hơn trước nhiều rồi. Ôi trời đất ơi, vậy thì tốt quá rồi. Các con à, mẹ đã về rồi đây nè. Các con à, không có mẹ chắc là vất vả lắm có phải không? Chính vì vậy mẹ đã mua hồng khô cho các con đây nè. Mình để nó ở đâu ta? À, nó đây rồi. Các con à, mau ra đây đi. Hả? Con ơi con, tại sao bây giờ con mới trở về vậy con ơi con? Anh cảnh sát ơi, mau đi thôi, nhanh lên. Tạm biệt. Mấy ngày nay chúng tôi đã tìm kiếm một tên trộm ở trong khu vực của chúng ta. Cũng may là không có chuyện gì xấu xảy ra hết. À dạ. Xin báo cáo, có một người đàn ông say rượu bị rớt xuống sông Hàn. Xin vui lòng kiểm tra ạ. Ồ, được rồi, đã nghe rõ, tôi kiểm tra ngay. Mình đang ở đâu vậy trời? Sorrow, 원하네 언제나.